Sau đây sẽ là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3 của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong phiên làm việc sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì điều hành phiên họp. Sau khi nghe đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay mặt Bộ Chính trị đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và nghe đồng chí Đinh La Thăng phát biểu ý kiến, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận kỹ, thống nhất cao với tờ trình của Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy đồng chí Đinh La Thăng mặc dù có quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và những cơ quan, đơn vị đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, nhưng trên cương vị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2011, đồng chí đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của đảng. Sau khi xem xét toàn diện, khách quan, cân nhắc nhiều mặt, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao trên 90%. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng nghỉ.